qua mẹ tế ai trời, bà lê lâm sơn, là càng bên nền sơn, là càng nền tuổng. Mù, lùm hà rù bò bà ở tu, xa là bà bà tì dù. Anh nà mà nơi, là dân tộc tù kia mà nơi. Chím, xa, gạt lọt, lo, dân số tạp bà lê. Hà, lâu thu anh nì, tình trạng mà gửi ra các si hùng nhân cần huyết thống, dạy lạ bà lê, dân tộc tù kia mà nơi, là tổ phổ biến. Ngã lưu hệ lụy, gà bỡ xa các si xã hội. Gà xoạ và ra lùi gà gia tục nì, cấp ủy chính quyền bà lê, độ ngã khác công tác, yêu, bà tô, cả sĩ nâng prong gà gia nhận thức ở quê ama. Xác định ngã khác gà gia tạo hôn phải bắt đầu mua nhà trường nì là bà lê cung cấp gà cho ở đây kiến thức vô luật pháp, cả sĩ kỹ năng hồ địa. Ở quê ama xác định cho khác gà gia nì là độ là ghê, ngã ta nì là tiếp cận sĩ ta bà lê làm sơn, độ phát huy là ghê. Chắc khác cái tình trạng mà gợi ra các sĩ hùng nhân cần huyết thống. Ni là vợ mà giáo viên trường trung học cơ sở Lê Lợi, ta bà lời Lâm Sơn là cành bề đình sơn, lòng ghép và là vô bà tô. Cái phòng chống mà gợi ra các sĩ hùng nhân cần huyết thống ta học sinh. Bục độ khô khăn, lý thuyết, thầy ta mà nhà, giáo viên, gà học sinh, dạ phóng sự, vô, mạ cự ra, các si mạ cự, mù hùng nhân cận huyết thống cha học sinh. Ni là vrạ ngạ a khả, lu vrạ ngạ ta đi, lu kaya hệ lụy, do mù mạ cự ra, các si hùng nhân cận huyết thống, kaya tương tác, trao đổi, trực tiếp si giáo viên, mù in sau ta mà sinh ninh, bên a tê học sinh. Bộ đề giảng trong dạng phim để bố hợp quả táo hôn và hôn nhân cùng huyết thống để thấy rất là huệ ảnh hưởng đến sinh sản giống nồi để ai đề bản thân ở đây cũng sẽ không mắc phải và đây sẽ tuyên truyền gửi để ai bên đề là thôn này làm bên đề không mắc phải vấn nạn nha. Khi học sinh tiếp cận, giáo dục cho kiến thức, kỹ năng phòng chống tảo hôn thì nội dung ni bu khở là giới hạn gia lạ phạm vi nhà trường mà tổ mu ca ya ngạ pro ta ga la mu bờ xa cả si cộng đồng. Khi tôi gặp phụ huynh thì phụ huynh đã cũng có nhắc đến rằng là học sinh đi về đã nói đến vấn đề tảo hôn là như thế nào. Cậu bạn lu awe ama thì awe ama nhắc toàn bộ là học sinh mu nào ni là vô mạ cửa ra là giờ hà lời. Anna cô mời, si Anna là cười cái giờ đủ sắp lúc là bạn tuổi ồ, thì buồn mạ cỡ ra ồ. Mù, các si hậu quả, mạ cỡ ta cần huyết thống là tổ ca nhà. Ngạ toàn vô nhận thức, mù là bro, rõ ca gia hậu quả, các si nguyên nhân, các si vô, vi phạm pháp luật, luật hôn nhân, các si gia đình. Tình trạng mạ cỡ ra, các si hôn nhân cần huyết thống, chủ yếu là độ ta ba lời chân tộc tu kỵ mà nuôi. Dù hà, giữa hội, đoàn thể, ta bà lê lâm sơn, đồ tiếp cận si hội viên, mu rời, gà bà tô, yo, chắc khả vô nặng táo hôn. Cảm ơn hồi giờ là từ dịch bò, đến dịch phàm sẽ nằm, là khai quen ơi mà gặp. Nhưng mà hề là mày là bà, quyết định hề, là phải con cò là bà dịch nằm, con ưu dịch sinh sẽ nằm, cần mà là kia kết thôn. Tổ bà này đơn nằm bà này cất cái lùi rít chăng, bà lơ, rong con, rong anh à. Còn ai bỏ sớm hay ta nợ đồ bản này ở kê lơ bạc, cũng ở kê lôi xe nâng. Phần loại giữa nhóm đối tượng, mù tiếp cận, can thiệp ra, thì giải pháp chắc hạ vấn nạn mạ cỡ ra các si hùng nhân cần huyết thống, mù hiệu quả. Giờ lại nì, nhóm anh tơi bên, giờ lại đủ tuổi vị thành niên, và tơi giao hòa học là đối tượng mù nguy cơ mạ cỡ ra bọc nhất. Do hè giữa tổ chức hội đoàn thể ta cơ sở bám giữa đối tượng ni gapato yêu chặt cạn ra ngay mù lầu nhà nghỉ học sớm và đối tượng là đa số là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lười học ta ni là đối tượng ta phải lời dân tộc tự kỷ mà nuôi awe ama khang ngạ lao động chính và lạ bờ đọc awe ama na apu mạ cỡ ra từ từ nhà. Hội phụ nữ và chung và tổ si lu ca ya bở xa nha mù lu biện pháp toàn ni là gia lạ bở phạm lu vật vợ gà trao đổi chất lục hôn nhân các si gia đình
nặng tảo hôn là lù bây giờ xóa lười mua phong tục lạc hậu nha. Và gặp gỡ từng hộ gia đình để trao đổi và tuyên truyền. Mà môi trường học đường là ngã nền tảng cơ bản. Kết hợp công tác bà to là cái gì chất đối tượng ta và lề chân cư, mù tóc và lề làm sơn chắc khá hiệu quả tình trạng tảo hôn, các gì hùng nhân cần huyết thống. Giọt nì chỉ là lô mà thụ anh nì, và lề làm sơn mù là trường hợp cây già tảo hôn, các gì hùng nhân cần huyết thống.